Rồi, em xin chào nhà nha. Một con phong thủy ha. Con này thì ít thấy lắm, này hiếm lắm. Cọc số có dạ quang test. Đó. Một con thương hiệu Areo gì đó, 200 mét nước, tự nó là núm cổ chai nè. Đáy sấy nè. Máy Nhật bản full thép đó nha. Dây khóa. Khóa zin nhập hiệu. Con này thì chống nước 200 m, tắm rửa đi mưa bê cũng được, nhưng mà xin lưu ý không bao nước nha. Thông số chống nước nó rất cao, nền thiết kế độc, kính cũng đẹp, mặt đỏ nữa ha. Này anh em tay tầm 17 thôi nha, có báo ha. Tự tay 17 em đeo thử coi. 17 là em đeo về vừa mà nó ôm vừa khít á, tức là tay 16.5 đeo thoải mái nha, có báo nha. Để cái mắt dây thì cũng hơi ít á, nó không có đại trà ha. 16.5 đeo xây mặt đấu lại là cũng ok, cũng không có dây này cũng không có dài cũng không có ngắn đâu nha. Mặt nó đẹp không? Anh em nào kiểu hạp phong thủy màu đỏ chốt này đúng, cái khóa cũng độc. Khóa núm để khóa bóp. Rồi con này thì xe ngang của nó luôn là 36, đứng luôn là 38, mỏng 77 ha. Rồi anh em nào kiểu hạp màu đỏ chốt này, ba kim đơn giản. Rồi con này bán 750 nha, 750k mã D65 ha. Cho một dòng lặn lội 200 m nước nha, máy Nhật mặt đỏ ha. Kính còn đẹp, không sứt mẻ, dẫn bóng có lông mèo nha. Rồi thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em á chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Rồi xin chào nhà nha.